Hoa hậu người Hàn Quốc Mina Su Choi đã đến Việt Nam từ ngày 16 tháng 7 để dự công bố Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2023 và tham gia nhiều hoạt động xã hội. Một trong những điểm nổi bật là hình ảnh cô diện đầm của nhà thiết kế Lê Ngọc Lâm, được Mina đăng tải trên Instagram và nhận được hàng nghìn lượt yêu thích. Trang phục của Mina Su Choi có kiểu dáng cúp ngực và thắt eo tôn vóc dáng. Chiếc váy ban đầu được thiết kế có thêm phần cổ áo yếm, nhưng Hoa hậu đã chọn biến tấu để tôn xương quai xanh. Mina thấy hình ảnh của bộ váy trên Instagram của nhà thiết kế và chủ động nhắn tin để đặt hàng theo số đo riêng. Mina A Choi còn thử một trang phục khác của Lê Ngọc Lâm với kiểu dáng ôm sát, phần vai chế nải. Điểm nhấn đặc biệt là phần ngực được làm bằng vải tun và đính hàng nghìn viên đá bắt sáng. Phần tà của đầm được thiết kế bất đối xứng, tạo nên sự mới mẻ về cấu trúc cho kiểu đầm đuôi cá quen thuộc. Nhà thiết kế Lê Ngọc Lâm cho biết Mina Su Choi rất thân thiện và nhan sắc nổi bật, kể cả khi để mặt mộc. Cả hai có quan điểm thời trang giống nhau nên đã có cuộc trò chuyện hợp nhau. Mina thể hiện mong muốn mặc váy cưới của Lê Ngọc Lâm trong tương lai. Mina Su Choi, 24 tuổi, từng là mẫu ảnh và tốt nghiệp ngành truyền thông tại quê nhà. Cô có kỹ năng lưu loát tiếng Anh và từng sống tại nhiều quốc gia như Trung Quốc, Australia, Mỹ, Canada. Mina đăng quang Miss Earth 2022 tại Philippines tháng 11 năm ngoái và cao 1,73m với thân hình khỏe khoắn và gương mặt thân thiện. Trước đó, trong chuyến công tác tại Việt Nam từ ngày 20 đến 22 tháng 7, Hoa hậu Miss World 2021 Carolina Biwaska cũng đã chọn diện trang phục của Lê Ngọc Lâm. Trang phục này từng được giới thiệu đầu năm và thu hút sự chú ý của công chúng.